Hiện tại tôi và khai cuộc World Cup đang chờ đợi một vị khách rất đặc biệt là ở chỗ nếu không gặp chấn thương thì anh ấy hiện tại đang là một thành viên của đội tuyển quốc gia tham dự hai trận đấu tại vòng loại World Cup. Và anh ấy là ai? Chúng ta sẽ cùng biết ngay sau đây. Xin chào mừng Quân đầu tiên và cảm ơn Quân đã tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Quân này hiện tại thì cái tình chấn thương của em như thế nào rồi? Em thì sau một tuần chấn thương thì em cũng đang điều trị ở PVF. Liên đoàn tạo điều kiện cho xuống PVF để mà điều trị, mà em nghĩ là có những cái chuyên gia cũng như là bác sĩ những cái dụng cụ để mà mình tập luyện hồi phục tốt nhất có thể. Em đang cố gắng tập luyện để mà sớm quay trở lại. Như trao đổi với một số thành viên của ban luyện thì chúng tôi được biết rằng là Quân thậm chí đã được huấn luyện viên Park Hang-seo tập và có kế hoạch là đưa vào đội hình chính thức. Nhưng cuối cùng thì rất tiếc là chúng ta được biết rằng cái chấn thương đã khiến Quân không thể gắn bó và tiếp tục cùng với đội tuyển. Vậy thì cái cảm giác của Quân lúc đấy nó nói thật sự là như nào? Phải nói thật là như thế này. Rõ ràng khi mà chụp phim xong và xác định được cái mức độ chấn thương thì em nghĩ là có một chút rất là buồn, nhưng mà suy nghĩ lại thì em nghĩ là trong đời cầu thủ thì ai cũng phải trải qua một vài cái chấn thương, mà cái điều đó là không thể tránh khỏi. Em cũng chỉ mong là cố gắng nhanh bình phục, mà có cơ hội lần sau mà huấn luyện viên Park mà gọi tiếp thì mình sẵn sàng để mà mình cống hiến. Trong thời gian ngắn vừa rồi tập trung cùng với đội tuyển quốc gia Việt Nam thì điều Quân nhận thấy rõ nhất cái tinh thần của các cầu thủ cũng như là cái triết lý của ông Park là như thế nào, và nó khác gì so với những gì mà Quân đã từng cảm nhận ở những đội tuyển trước đây? Thì rõ ràng mỗi huấn luyện viên có một cái triết lý khác nhau, và những cái cầu thủ trẻ bây giờ là những cái người rất là tài năng cũng như là rất là nhiệt huyết, và em cảm nhận rõ là các cầu thủ tuân thủ 100% ý sơ đồ cũng như là ý đồ của huấn luyện viên, và em nghĩ cái đấy là cái quan trọng nhất mà huấn luyện viên Park cũng đã làm được với đội tuyển. Còn sự đoàn kết trong đội thì sao? Thì rõ ràng lên đội tuyển quốc gia là vinh dự đối với cả không phải riêng ai cả, đối với cả toàn tập thể, nên là em nghĩ là lên đó thì không có cái chuyện mà bè phái hay là có chuyện mà nhóm này nhóm nọ. Em nghĩ là ai cũng có thể chơi với nhau, ai cũng có thể nói chuyện với nhau, cái đấy là cũng rất là quan trọng. Bản thân Quân cũng đã trải qua 3 đời huấn luyện viên rồi, Toshiya Miura, sau đó Hữu Thắng và bây giờ là huấn luyện viên Park Hang-seo, cũng như là có rất nhiều lứa cầu thủ đã lên và xuống cũng như là không còn thi đấu cho đội tuyển nữa. Vậy thì cái cảm giác của Quân về đội tuyển lúc này là như nào? Nó khác gì so với thời điểm mà Quân còn thi đấu cho đội tuyển quốc gia? Cách đây vài năm khi mà em thi đấu đội tuyển thì em là một trong những người mà trẻ nhất, và đến bây giờ em lên thì em lại là một trong những cái người mà kiểu trong cái thế hệ già hơn, và đó là cũng một cái điều bỡ ngỡ. Nhưng mà em nghĩ là những em trẻ bây giờ trong đội tuyển quốc gia toàn là những tài năng cũng như là những cái ngôi sao tốt của bóng đá Việt Nam, và mỗi người có những cái đặc điểm cũng như là cái sở trường riêng, mà em lên là em cũng học hỏi được rất là nhiều. Rõ ràng là một cái điều như Quân vừa nói, mấy năm trở lại thì nó cũng đồng nghĩa với việc là từng ấy năm thì Quân cũng trải qua một quãng thời gian rất là khó khăn. Vậy thì bản thân Quân trong quãng thời gian đó thì Quân dùng điều gì để có thể giữ được thăng bằng cho bản thân mình, cũng như là giữ được cái tâm lý để luôn luôn cố gắng, luôn luôn nỗ lực không ngừng? Em nghĩ ai cũng nói với em là sau khi lấy vợ cũng như là có con thì cái cuộc sống của em nó ổn định hơn, cũng như là cái phong độ thi đấu nó ổn định hơn, và em nghĩ là chắc là gia đình là cái mà nó làm cho mình ổn định, và cũng như là giữ được cái nói chung là giữ được cái tâm huyết cũng như là cái máu lửa trong. Người ta nói rằng trong sự nghiệp một cầu thủ chuyên nghiệp thì cái thời điểm rất là quan trọng. Quân đang ở một thời điểm tốt trong sự nghiệp của mình khi em trở lại với phong độ rất là cao, ghi bàn rất đều đặn trong màu áo thần của mình tại V-League và cũng được gọi trở lại đội tuyển quốc gia sau rất nhiều năm vắng bóng. Vậy cái cảm giác mà khi có tên trong danh sách tập trung của đội tuyển thì Quân có cảm giác như thế nào? Có thể kể lại cảm giác lúc đó khi nghe được thông tin đó. Thực ra em cũng cái thông tin đấy em còn biết sau cả đồng đội của em, vì câu lạc bộ cũng bảo là buổi sáng đấy anh em ở đội biết hết rồi mà em chưa biết, mà mọi người sang chúc mừng thì mình cũng chưa hiểu là chuyện gì đang xảy ra, thì mãi sau mới biết. Thì em cũng lúc đầu thì cũng hơi bỡ ngỡ, mà lúc sau thì cũng cảm thấy rất là vui và tự hào, tại vì lên đội tuyển quốc gia thì ai cũng mong muốn, ai cũng cố gắng để mà được lên đội tuyển quốc gia. Nó là một cái niềm vinh dự cũng như là niềm vui đối với không chỉ riêng em cũng như là câu lạc bộ cũng như là gia đình. Vậy trong thời gian đó thì mục tiêu trở lại với đội tuyển quốc gia có phải là mục tiêu mà Quân hướng tới hay không, hay đơn giản là Quân chỉ muốn thi đấu thật là tốt?
Em nghĩ là trước hết để mà muốn cống hiến cho đội tuyển quốc gia thì ai cũng phải thi đấu tốt cho trong màu áo câu lạc bộ. Đấy là cái nơi mà mình ký hợp đồng, mình cống hiến cũng như là mình ăn lương cũng như là nhận những cái khoản tiền ở câu lạc bộ để mà mình tập luyện thi đấu, thì trước tiên em nghĩ là phải cố gắng thi đấu hết mình cho câu lạc bộ cũng như là tập luyện chăm chỉ, và sau đó thì những cái như đội tuyển quốc gia nó sẽ tự nhiên nó đến thôi. Vậy đợt vừa rồi lên đội tuyển thì người mà Quân thân nhất là ai? Thực ra thì em ở cùng phòng với Văn Thanh và đối diện phòng em là Văn Toàn, và ba anh em cùng ở Hải Dương, nên là thành ra là mấy anh em cũng rất là nói chuyện nhiều với nhau và cũng rất là thân với nhau từ trước rồi, nên là đối với em cũng là một cái lợi thế khi mà được ở cùng phòng với Văn Thanh và để mà giúp em hòa nhập nhanh hơn với cả đội tuyển. Vậy thì nếu mà để kể tên được ba cầu thủ mà Quân ấn tượng nhất với đội tuyển quốc gia Việt Nam hiện tại thì Quân sẽ chọn ba cái tên nào? Thì nếu mà ở vị trí hậu vệ thì chắc chắn đó là Quế Ngọc Hải, tại vì đây là cầu thủ mà thủ lĩnh của đội bóng bây giờ, và chỉ là quá thân thiết với Quân rồi đúng không? Quế Ngọc Hải cũng gắn bó với em rất từ lâu, em thì em cũng nhưng mà lần này lên thì mới như kiểu rõ hơn về cái vai trò của Hải trong đội tuyển. Em nghĩ là đây là một cái vai trò rất là quan trọng. Ở tiền vệ chắc chắn là Tuấn Anh, tại vì Tuấn Anh em nghĩ là một cái cầu thủ rất là đặc biệt của bóng đá Việt Nam, và em cũng rất quý Tuấn Anh, và chỉ tiếc là những chấn thương đã không cho phép Tuấn Anh phát triển cao hơn nữa, mà cậu ấy đã trở lại rất là mạnh mẽ và em rất là ấn tượng với Tuấn Anh trong đợt vừa. Còn ở bên trên thì em chắc chắn là rất thân với em, nó Văn Toàn, vì năm vừa rồi cũng là một năm mà em nghĩ là bùng nổ nhất của Văn Toàn ở Hoàng Anh Gia Lai, và lên đội tuyển nó tạo lên cho Toàn một cái tâm lý thoải mái, cũng vì thế được chọn lên đội phó của đội tuyển. Em cũng hơi bất ngờ được Văn Toàn đội phó, nhưng mà suốt ngày phải đi đếm người. Đó là cảm nhận về ba cầu thủ rồi. Vậy thì cảm nhận riêng của Quân về huấn luyện viên Park Hang-seo là gì? Rõ ràng em nghĩ là huấn luyện viên Park Hang-seo luôn luôn em nghĩ là bảo vệ một cách tối đa các cầu thủ, các học trò của mình, và tạo được một cái tinh thần thoải mái cũng như là cái sự tự tin cho các cầu thủ. Em nghĩ là cái đấy là cái điểm mạnh của, cũng như là cái mà tốt nhất của. Ở ngoài có thể huấn luyện viên không bộc lộ nhiều, nhưng mà ở trong cái mà phòng kín hoặc cũng như là cái trong phòng thay đồ thì huấn luyện viên luôn tạo những cái không khí thoải mái cũng như là rất là gần gũi với cả anh em, mà em nghĩ là cái đấy là một cái điểm khác so với các đời huấn luyện viên khác. Như thói quen của mình thì huấn luyện viên Park Hang-seo thường vẫn trao đổi với những cầu thủ mà phải chia tay đội tuyển vì những lý do ngoài chuyên môn. Vậy trong trường hợp của Quân thì ông ấy đã nói gì với Quân? Thực ra huấn luyện viên Park cũng gọi em lên và nói chuyện, nhưng mà em nghĩ là cái câu chuyện đấy thì thôi em nên giữ cho bản thân, và em sẽ cố gắng phấn đấu để mà sớm bình phục, mà để có thể sẵn sàng nếu mà được gọi lần sau để mà mình sẵn sàng cống hiến. Và nếu được dự đoán về kết quả trận đấu giữa Việt Nam và Indonesia, Quân sẽ dự đoán thế nào và tỷ số là bao nhiêu? Em nghĩ sẽ có thể là 1-0 hoặc 2-1. Xin cảm ơn Quân về cuộc trao đổi thú vị ngày hôm nay.